Thưa quý vị và các bạn, nổ là nguyên liệu chính để làm nên cốm học, loại cốm mà chỉ có Tết cổ truyền người dân ở một số địa phương trong tỉnh sử dụng phổ biến để trưng cúng trên bàn thờ gia tiên. Năm nay, các lò rang nổ nghỉ nhiều và làm muộn hơn mọi năm nên nguồn cung không đủ cầu, khách hàng không mua được nếu không đặt trước. Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc là nơi có nhiều lò rang nổ cung ứng cho khách hàng làm nguyên liệu đóng cốm học. Thế nhưng năm nay, có đến một nửa số lò rang nổ ở đây nghỉ hoặc chỉ hoạt động một nửa công suất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như lo ngại thị trường có biến động. Vì lẽ đó mà hiện nay, nổ đóng cốm đã trở nên đắt khách và hút hàng. Năm nay là dịch rồi không ai đem hết. Người ta nói là không ai ăn. Người ta đem cái lượng mà nổ, cái nếp này để đóng cốm á. Người ta giảm hết cũng 40-50%. Khởi động muộn hơn các năm, trong khi đơn hàng những ngày cận Tết khá dồi dào, nên các chủ lò phải gia tăng sản xuất. Mặc dù không thể đáp ứng tất cả, nhưng nỗ lực đưa ra thị trường nguồn nguyên liệu nhiều nhất có thể, đồng thời giữ giá cả ổn định, 30.000 đồng một ký nổ thường và 60.000 đồng một ký nổ 3 tháng. Sở dĩ thị trường nổ đóng cốm năm nay hút hàng ở thời điểm cận Tết là bởi vì các lò rang nổ nghỉ nhiều, cộng thêm nguồn bánh kẹo phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2022 giá cả tăng. Do đó, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang mua nổ đóng cốm, vừa tiết giảm chi phí, vừa gìn giữ phong tục trưng cốm trong Tết cổ truyền. Tết năm nào thì người ta cũng phải cúng ông bà thì là ép ít hộp cốm để lên cúng. Vậy đó, rồi người ta làm nổ, rồi cái người ta, nhà ta có điều kiện thì ta mua nổ về nhà người ta tự ép. Còn cái nhà ta không có điều kiện thì ta tới đây ta đặt. Cái nghề của mình là hồi xưa giờ là mình làm đẹp cho hộ gia đình, nó có bàn thờ rất là đẹp. Cho nên mình cứ suy nghĩ là cái nghề của mình thì mình làm cái nghề này là mình tạo thêm cái niềm vui cho họ. Cho nên mình cũng cảm thấy rất là vui. Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Các lò rang nổ phải chạy đua với thời gian để kịp phục vụ khách hàng làm cốm Tết. Vất vả, tất bật và nghỉ Tết muộn. Nhưng ở họ đong đầy niềm vui vì thu nhập cải thiện đáng kể, đồng thời góp một phần nhỏ vào công đoạn làm cốm học, món bánh đặc sản chỉ riêng có ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào mỗi dịp Tết đến xuân sang.